Đây là nội trợ 15 này, nội trợ 14 này, nội trợ 16 anh em, nội trợ 18 anh em. Một cục pin mà nó có rất là nhiều loại nội trợ. Hai, xin chào mọi người ha. Hôm nay tiếp tục qua lễ thì mình có đóng mấy khối pin này cho anh em. Rồi mình quay video lên cho anh em tham khảo. Anh em nào xem video giải trí thì vui lòng cho mình một like, một đăng ký, mình xin cảm ơn. Dạ, anh em có thể liên hệ trực tiếp số điện thoại mình để bên góc trái màn hình nha. Hoặc là anh em có thể xem thông tin trong phần mô tả video á. Mình cũng có một cái trang Shopee. Hiện tại mình còn một số loại pin như là Samsung 35E nè, 29E nè, Sony 5D nè, 25R nè, 20R, Lysen xám, và hai loại pin 21700, Lysen và Samsung 40T3. Đó, anh em có nhu cầu mua pin thì liên hệ. Hôm nay thì cũng có đóng mấy cái khối pin này, mình giới thiệu cho anh em. Nay mình đóng hai khối này là Samsung 20R cho khách nha. Khách đặt hai cái cục pin Hitachi chọt, và có khách đặt cái cục pin Makita chọt. Khách đặt 20R, 25R, hai quả này là 25R. Khách cũng có gửi sửa cái cục pin này, tí mình đo cái cục pin này cho anh em xem. Thì đây là Realme, Realme khách gửi vỏ. Realme này là Realme mình đóng 20R luôn. Đó. Thì này là khách gửi vỏ, nếu mà anh em không có vỏ thì anh em có thể lấy cái vỏ này. Vỏ này là vỏ mới của mình. Vỏ mới nó cũng rất là chắc chắn nha anh em. Đó, nhưng mà nó màu vàng. Rồi, cái này là Nati 9V6, khách gửi đóng 3 cell Sony VTC 5D. Mình cấy rất sạc ở đây. Còn cục này là Bana thay pin cho khách. Cục này 14V4, vỏ Makita hàng đế, về khách tự cấy vô cái máy của mình. Đó. Pin này là Lysen xám. Còn này là khối 3 cell 20R, này khối 6 cell Nati 20R luôn. Còn khối này là 5D 10 cell. Còn cái khối này là 21700, khối này mình đang hàng dở thì cái mỏ hàng nó bị hư nên là chưa có làm xong. Đây, mỏ hàng cũng hay quay video lên cho anh em, mỏ hàng nó bị hư rồi. Nói chung là nó bị chạm và nó cháy luôn cái bo trong này luôn. Hên quá thì mình có mua dự phòng một cái mỏ hàng khác tương tự, mình để dành sơ cua đó anh em. Đó. Nên là có để mà xài luôn. Thì cái loại này thì bây giờ hiện tại trên thị trường mình thấy bán trên 400.000 nha. Hàng rất là ok nha anh em. Anh em có thể sử dụng pin luôn, hoặc là anh em sử dụng nguồn 24V 4A. Đó. Thì chia sẻ cho anh em. Hôm nay cũng nhận một cái đơn hoàng. Đó. Sau lễ nhận một cái đơn hoàng khui cho anh em xem luôn. Khách đặt nhưng mà giao không thành công thì nó hoàn về. Đó. Pin này là pin Nati 12V. Đây, mình đóng vỏ rất là đẹp, để cái sạc cũng rất là đẹp nha. Đó, anh em nhìn cái quả pin nè. Nhưng mà khách giao không được, liên hệ không được, không biết là thông tin như thế nào á. Đơn này là đơn Shopee nha anh em. Đó. Dạo này mình cũng hạn chế đóng mấy cái khối pin như thế này và bán trên Shopee nha. Những cái khối như thế này là Shopee nó không cho vận chuyển nên là nó bị khóa sản phẩm liên tục. Nên là anh em có mua thì anh em liên hệ trực tiếp. Anh em mua nha. Rồi thì hôm nay giới thiệu một số cái loại pin và đóng cho khách, và một số cái pin anh em có nhu cầu liên hệ. Hôm nay mình có nhận sửa một cái khối pin này của khách á. Khách gửi, khách nói mới đóng đâu được một tháng hai tháng gì mà nó hư rồi. Bây giờ mình tháo ra, mình cũng có kiểm tra, mình đo cho anh em xem. Pin này là khách đóng Samsung 25R, đóng cũng không có quấn cực dương. Đó, mình có đo sơ thì mình thấy nội trợ nó ok lắm anh em. Nội trợ 15 anh em. Đó, đây là nội trợ 15 này. Qua đây anh em nhìn nè. Đó, nội trợ 14 này, 0V này. Đó, qua đây anh em nhìn nè. Đó, nội trợ 16 anh em. Đó, nội trợ 18 anh em. Anh em thấy cái cục, một cục pin mà nó có rất là nhiều loại nội trợ không? 13 này, 15, 16, 18. Đó. Thì qua đây cũng gặp cái trường hợp này, mình chia sẻ cho anh em thôi. Rồi anh em có thể rút ra cái kinh nghiệm mà khi anh em đặt pin nha. Đó. Không phải đặt pin mình chỉ xem về giá cả, mà mình phải xem là cái chất lượng sản phẩm của cái shop người ta làm như thế nào. Chứ bây giờ ở thị trường mình là ai ai cũng đóng pin hết rồi. Bây giờ đóng phải phụ thuộc vào cái độ uy tín của shop,
đó. Chứ còn việc giá cả thì anh em nói thật, anh em là giá nào cũng đóng được, thì nhập những cái loại pin này có hai mấy ngàn thôi, về đóng vô lấy tiền bình thường vẫn lời bình thường. Chứ còn còn ví dụ như mình nhập pin 20R mà nội trợ 12, giá nó rất là cao. Về đóng cho anh em mà nhiều lúc anh em cứ nghĩ là nó mắc nhưng không phải đâu, thì nhập pin mà nó gần như là mới đó, chất lượng nó còn nguyên chưa qua sử dụng, thì cái độ bền của pin, cái qua cái sản phẩm pin mà khi đóng nó rất là đồng đều cho cái tuổi thọ và cái chất lượng pin nó bền theo thời gian đó. Còn anh em mà ham giá rẻ ngoài thị trường thì anh em có thể gặp những cái sản phẩm như thế này. Nội trợ trong cái cục pin này tới 4 nội trợ thì cục pin này hoạt động như thế nào. Rồi hôm nay mình gặp một cái trường hợp như thế này, mình chia sẻ cho anh em tham khảo thôi. Rồi anh em có nhu cầu mua pin ha, đóng pin như thế nào đó, liên hệ mình tư vấn thêm nha. Rồi cảm ơn anh em.